Vâng, em Triều xin kính chào toàn thể quý anh chị và bạn quay trở lại kênh mua bán trao đổi những chiếc xe đã qua sử dụng cũng như ở cửa hàng sàn Tô Mỹ Đình em. Ngày hôm nay thì em Triều có một cái sản phẩm siêu lướt muốn gửi đến quý anh chị và bạn cùng theo dõi, cùng tham khảo với em. Vâng, và để không để quý anh chị đợi lâu thì em xin vào chủ đề luôn. Đó là một chiếc Honda CR-V phiên bản L, bản cao cấp nhất, sản xuất 2020, Sensing, phiên bản lắp ráp Việt Nam. Và chiếc xe này của em có điều đặc biệt là mới lăn bánh được 1.700 cây số. Em xin nhắc lại 1.700 cây nhá. Xe thì sơn zin cả xe luôn. Xe em thì đăng ký tên tư nhân, biển số thành phố, một trụ từ mới. Và ngay bây giờ thì em xin phép đi vào chi tiết cái chiếc xe CR-V này để cho quý anh chị và bạn, mọi người cùng có thể theo dõi và lắm nhá. Vâng, và khi mà về cái phiên bản mới này thì em thấy có khá những cái nhiều chi tiết, những cái cải tiến mới ở trên chiếc CR-V này. Các quý chị có thể là để ý từ những la răng, rồi cái form về mặt ca lăng, form la răng và các khác. Và với dàn lốp Michelin vẫn được sử dụng từ những phiên bản 2018 form mới trở lên, đi cực kỳ êm ái. Thì với một chiếc Honda CR-V phiên bản mới nhất này thì trang bị thêm cho quý chị cực nhiều những cái option an toàn. Và thêm nữa là trong khoang nó có thêm cả sạc không dây, rồi là cảnh báo lệch làn. Một trong những cải tiến cực kỳ là hay về những chiếc xe Honda thời điểm hiện tại. Đây thì quý chị có thể đi nhá. Xe thì với phiên bản này thì có những cái cốp điện an toàn, tiện lợi. Đây. Cốp điện khá là hợp lý này. Đây. Rộng rãi. Đây. Thì mọi những cái chi tiết về một chiếc xe như thế này thì nó là nguyên zin nguyên bản hết các bác nhá. Mới lăn bánh được hơn 1.000 cây, mở ra thì vẫn thơm mùi xe mới, thơm mùi da mới từ hãng, rồi là tất cả những cái dấu sơn và đến cả những cái ly lông của xe hầu như là trụ xe còn chưa có bóc hết các bác nhá. Rất là đều, đẹp và chất. Thì thật ra là với cái một chiếc xe này về cái chất lượng thì em cũng không phải là đề cập quá nhiều, quan trọng với giá thôi. Và em cũng xin nhấn mạnh luôn là với cái giá của chiếc xe này, hiện tại em đang chào bán mức giá cực kỳ hợp lý và nó có thể là tiết kiệm được so với xe mới cả hơn 100 triệu cơ, cũng rất là hợp lý cho các bác để các bác có thể sử dụng, đưa ra những cái lựa chọn, đây là cái đánh giá của mình nhá. Tất cả mọi cái chi tiết từ ngoại thất nội thất nó đều nguyên bản theo xe. Và với chiếc xe này thì chủ xe đã lên được thêm một số vài giá như là kiểu cam hành trình chẳng hạn, cũng khá là tiện lợi cho các bác khi mà sử dụng về sau này. Chi tiết vô lăng, chi tiết cần số, nói chung là một chiếc xe như này thì em không đề cập quá nhiều tại vì nó không khác gì một chiếc xe mới cả. Lăn bánh có 1.000 cây, 1.700 cây thôi thì chẳng có gì phải bàn cãi đâu ạ. Ai mua được thì nó lại là một cái điều cực kỳ là hợp lý, tiết kiệm được cơ số so với lại đi mua mới tại hãng. Thực ra vì bản chất ra thì các bác lôm na là các bác cứ dí ra đóng thuế dí biện là nó thành xe cũ đúng không? Mà chạy 1.700 cây thì nó chẳng có gì để mà phải bàn cãi cả. Thế nên là các bác sẽ cân đối lại một chút về cái tài chính xem là mình có nên lựa chọn một chiếc xe lướt hay là xe mới các bác nhá. Đấy, và phần cái phần bộ máy của xe thì các bác có thể nhìn qua đấy sơ bộ. Thì tất cả mọi chi tiết chẳng có gì để diễn tả đúng không ạ? Tại vì nó cũng có khác một chiếc xe trong hãng đâu, rất là mới. Mọi cái về bản chất, về máy móc, về khung gầm hộp số, nguyên zin nguyên bản. Khi mà đi mua xe lướt mà gặp một cái xe lại còn siêu lướt nữa thì đó là một cái điều cực kỳ là may mắn đúng không ạ? Và cái giá hiện tại cho một chiếc Honda CR-V phiên bản L Sensing 2020 lăn bánh được 1.700 cây số thì em đang bán mức giá là 1.035.000.000 đồng. Và cái giá đó vẫn còn thương lượng khi các bác đến xem xe tại cửa hàng hoặc là liên hệ trực tiếp với em. Thì em Triều rất mong nhận được cái sự ủng hộ của các bác và mọi người trên toàn lãnh thổ Việt Nam nhé. Một chiếc xe rất là mới và siêu lướt, và cùng mong mọi người hãy cùng cân đối xem là có nên mua xe mới hay là chọn một chiếc xe lướt tiết kiệm hơn 100 triệu. Các bác có thể là cân đối lại một chút. Thì địa chỉ của em xem xe tại 86 phố Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, sàn ô tô Mỹ Đình, hoặc là liên hệ với em theo số Zalo là 0981548696. Vâng, em Triều xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Em xin chào mọi người ạ.